Rồi, xuống nào. Đây, đây mẹ. Nè, mẹ cho tiền hai đứa nè. Đi học. Đi học phải ngoan nghe chưa? Nghe lời cô giáo. Mẹ cho tiền này là mua sữa với mua bánh ăn chứ không mua đồ chơi nha chưa? Rồi, đi vô trường đi. Giỏi. Gia Minh, em nói cho cô biết tại sao em không chịu tập viết. Dạ thưa cô, tại hôm qua em bị bệnh nên em không viết được ạ. Có phải là em bệnh không? Lát nữa cô sẽ điện thoại hỏi mẹ em đó nha. Thôi thôi cô, lần sau em hứa là em sẽ viết bài đầy đủ. Lần sau á mà em còn không chịu tập viết nữa là cô sẽ gọi điện thoại cho mẹ em đó. Dạ. Em về chỗ đi. Rồi, cái này của con nè. Ừ. Chú ơi, thả kẹo bao nhiêu ngàn vậy? Con mua cỏ này, kẹo nào? Kẹo này hả? Kẹo này 10 ngàn con. Con có mua không? Alo. Ừ, giao đúng hẹn kỳ trước. Giao bay tầm 3 không à. Rồi rồi, nhớ nha. Rồi, ok, rồi. Dạ, em mẹ của Gia Khang nè cô. Hả? Gia Khang dám ăn cắp bánh kẹo của chú bán căng tin không ạ? Ở trường hả? Dạ, được rồi. Em sẽ giải quyết chuyện này. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ. Dạ, em xin lỗi cô nha. Dạ. Gia Khang. Gia Khang, ra đây mẹ biểu. Tại sao con dám ăn cắp bánh kẹo của chú bán căng tin hả? Dạ đâu có. Con còn chối mẹ nữa hả? Cô giáo mới gọi nói với mẹ nè. Bây giờ mẹ phải phạt con. Con đi về phòng, úp mặt vô tường. Khi nào mẹ cho ra mới ra, nghe chưa? Đi nhanh lên. Là em gọi điện thoại mấy mẹ phải không? Em không có. Chứ sao mày biết? Làm sao anh hay biết? Hôm nay anh sẽ mấy chuyện ở trường cho em biết đây. Làm sao anh hay biết được chuyện đó? Bạn lớp trường đã nói cho em biết hết rồi. Ba ơi, hôm qua em có ai bắt từ đêm, em không chịu làm bài. Sáng hôm nay con nhận ra nói dối với cô là bị bệnh không chịu làm bài. Cái gì? Gia Minh, bước qua đây. Con từ từ em, có gì từ từ nói em. Qua đây. Con có biết như vậy, con là một đứa con nít hư không? Hả? Kể từ đây về sau mẹ không cho chơi iPad nữa, nghe chưa? Không được đụng tới cái iPad nữa. Phải ráng lo học bài vậy chưa? Dạ. Được rồi. Anh dạy tụi nó đi. Em lên trển em cất hết iPad điện thoại, không đụng vô bất cứ thứ gì nữa hết. Đừng cất iPad điện thoại của anh nha. Hai đứa con sao vậy? Hả? Con là anh lớn, con không biết làm gương cho em nhỏ. Con đi vô căng tin, con ăn cắp bánh kẹo. Cái chuyện này ba biết rồi, mà ba chưa la con thôi. Tại sao con làm như vậy? Hả? Con có biết con làm như vậy là xấu, là sai không? Chú bán căng tin một ngày bán được bao nhiêu tiền lời? Ừ? Mà con đi ăn cắp bánh kẹo. Ba mẹ có để con thiếu thốn cái gì không? Ba mẹ làm lụng vất vả để cho tụi con bằng bạn bằng bè. Tại sao con vậy, con nói đi. Con biết lỗi của con chưa? Biết lỗi của con chưa? Dạ chào anh. Dạ. Dạ em là mẹ của Gia Khang. Dạ ngày hôm nay em đến đây á là để xin lỗi anh vì cái chuyện của Gia Khang hôm bữa. Với lại cũng cho bé đến đây để xin lỗi anh đàng hoàng. Xin lỗi chú đi con.
Con xin lỗi chú, lần sau con không làm gì nữa, con sẽ ngoan. Giỏi, con biết nhận lỗi, rồi biết xin lỗi, như vậy là ngoan lắm đó. Nhưng mà cố gắng lần sau, đừng làm vậy nữa nha. Dạ. Thật ra thì hôm qua giờ ra về, bé nó đem trả lại rồi. Cái thằng bé này. Dạ, em xin lỗi hết nhiều nha.